chương trình Những Món Ăn Vặt Việt Nam do Việt Hương thực hiện. Hiện giờ Việt Hương đang ở tại thành phố Vũng Tàu và từ sáng tới giờ đã đi rất là nhiều con đường rồi. Không thể nào thiếu con đường này, đó là khu ẩm thực. Các bạn thấy đằng sau lưng Việt Hương sáng đèn không? Tất cả các quán hải sản không thiếu những thứ gì. Và tay phải của Việt Hương cũng vậy, rất là nhiều món. Gì mặt chầm dầm vậy trời, dẫn đi ăn beach đồ gì dữ quá, áo biển xong đi bơi đi. Bơi cái gì? Trời ơi, đưa kêu người ta dắt người ta đi Vũng Tàu chơi mà từ rồi sáng giờ cho ăn cái gì? Gà nướng ăn cái gì mà rồi cái gì lòng rồi bánh tiêu rồi bánh giò, bánh mì, không có cái chút xíu nào hải sản hết á. Hải sản mắc cho nên em đẩy mấy kia vô cho tràn bán ông. Lát nữa dư ông con tôm là no rồi, đỡ thúng thiền. Trời ơi, sao mà cái miệng của tôi mà ăn có con tôm mà ngon. Bây giờ tôi nói thiệt mà đã chứ bây giờ dắt tôi đi ăn đi. Đây, bây giờ nào cũng được hết, tầm bào. Dắt vậy hả? Nhưng mà phải ngon. Ủa, em vừa nói tầm bào cái định vô kêu. Thì nguyên con đường này là đồ bán hải sản và bán nguyên thâu đêm suốt sáng cho ăn tới sáng luôn, là gọi là chợ đêm hải sản. Coi như là bây giờ mình không có đánh lẻ nữa, mình đi thẳng trung tâm mình đơn nguyên quốc nguyên một cái mình ăn tới đâu cái mình tràn tới đó ăn nữa, tràn tới đó, tràn tới đó chứ không nhúc nhích đâu xa giống như lớp đi tới. Giờ kêu 4-5 người nó đi theo nữa được không? Được. Để hơi yên tâm về. Rồi, đường này quý vị. Wow, nguyên một khu vậy luôn hả? Dạ, nguyên một khu luôn. Quá đã. Đây là đồ ăn, đồ biển. Và Hương nghĩ là dân du lịch cũng rất là đông, toàn là đẹp trai, đẹp gái không? Coi như là, dạ. Ôi ôi, đã quá. Và nếu như các bạn muốn ăn cái gian hàng này thì các bạn phải đến cái tiệm đồ tươi này. Dạ, chào cả nhà. Quán của mình là quán ốc chợ đêm hải sản tươi. Đặc biệt rất trời là tươi. Nó nghe nè, bây giờ nhìn nhỏ thấy... Nhỏ em ruột cao bằng em luôn. Dạ cá này cá gì bé? Dạ cá này là cá đuối chị. Dạ em cầm cá đuối bự. Trời ơi xuất sắc. Cá này khoảng nhiêu bé? Dạ cái này là 150 một ký. Con này khoảng bao ký? 2 ký mấy ạ? 2 ký mấy, con này khoảng là 350-400 ngàn. Em ơi, trời ơi. Này là tươi xanh luôn hả cưng? Dạ hả? Tươi xanh luôn. Cái này dạ. Mới lên hồi chiều luôn. Em ơi, mới lên hồi chiều luôn. Con ốc này ốc gì bự vậy? Dạ con ốc này là con ốc tỏi ạ. Ốc tỏi, tỏi bao nhiêu ký bé? Dạ cái này là bán con này là 45 ngàn. 45 ngàn một con, quá tươi luôn nha quý vị. Dạ. Đồ tươi bên, không? Đồ bự đã chất lượng. Ủa con ốc này lạ nè bé. Dạ con ốc này là con ốc ốc giác, này ốc giác nè. Ốc này là ốc giác dạ. Bao nhiêu một con? Cái này là mình bán theo ký, là một ký như vậy là 250 ạ. Một ký là mấy con? Dạ một ký thường là một ký là khoảng anh có hai con ốc hơn này một rồi. Ký. Dạ đúng rồi. Mình ăn ốc là đông lạnh. Dạ em ơi, cái này tươi sống luôn anh. Bán hàng đây là bao đổi luôn, nếu mà anh chị ăn cái gì món gì mà không hài lòng không được tươi, chị có quyền chị đổi lại, em sẽ đổi lại gì khác cho chị hoặc là đổi wow, món khác lại đã. Wow bao đổi nha dạ, quý vị bao đổi luôn. Nếu mà quý vị làm lên món rồi mà quý vị thấy nó không được tươi, đổi món khác hoặc là đổi con khác cho quý vị luôn. Dạ đây, wow con tôm còn dễ đành đạch luôn. Tôm này là tôm gì anh trai? Tôm hùm. Tôm hình bao nhiêu một ký? Cái này 1,2 triệu một ký chị. 1,2 triệu được nhiêu con? 1,2 triệu hai con. 1,2 triệu là hai con này là con tôm hùm. Còn bún trong chốc luôn. Còn sống luôn. Dạ ở đây quán này là bao ăn, quý vị không thích đổi con khác nếu không tươi. Mà vậy mà sao không tươi được? Đúng rồi, không? Dễ đành đạch mà. Mới dắt lên hồi chiều mà. Cua nhiêu ký baby? Cua 350. 350 thường được mấy con? Cái này 3 con à. 3 con, dạ. 3 con vô 1 ký. Quán của em tên gì? Ốc chợ đêm. Ốc Ngọc. Chợ đêm. Anh Mập. Dạ. Ổng tên à. Thấy cái tướng là hiểu à. Nhìn cái tướng này mà đặt anh ốm là tôi giận à. Tụng xíu à. Thấy cưng quá. Chúc em mua may mắn đắt nha. Dạ, cảm ơn chị. Quán ốc ông Mập bao ăn. Ví dụ mà ổng tươi là trả lại, mà ổng cầm lên nó dãy đành đạch đi về mà còn tươi nữa thôi chứ phải quý vị. Bao ăn bao ngon luôn. Bao ăn bao ngon luôn. Wow. Rồi quý vị cứ nhớ vậy quẹo lửa. Tôm sú nó mập hơn em luôn, có 300 ngàn ký à. Ốc Hương á cũng 300 ngàn, Việt Hương bán rẻ 280 không ai mua hết trơn trời. Rồi đúng rồi, xích ra đi giờ kêu vô tôm làm tôm rang muối thì thấy dạ nếu vậy phải không, mời xuống đây còn nhiều con đường lắm, chỉ cho món ăn mà toàn là món ăn gọi là tươi và kể như dãy đành đạch như vậy luôn. Và Việt Hương rất là vui quý vị, tôi đi trên con đường này tôi nói thật là tôi rất là vui vì Việt Hương đi Campuchia rồi, đi Thái Lan, đi Mã Lai, đi Hàn Quốc, đi Đài Loan rồi, có những cái con phố như thế này
Việt Hương cứ ao ước là Việt Nam mình sẽ có những con phố như thế này để người ta thấy. Và xứ biển của mình nó đồ ăn rất là tươi. Mà tự nhiên nay tới đây thấy vui quá quý vị. Hồi xưa tao cũng hay đi Vũng Tàu lắm. Vũng Tàu. Nhưng mà hình như là hồi xưa chưa có cái chợ đêm này hả? Dạ. Chợ đêm là bắt đầu khoảng chừng mấy năm nay hả? Rồi mấy năm nay mới có thôi. Và gian hàng này là gian hàng hoa biển. Cũng là hải sản tươi sống lựa luôn. Em bé gái, em hay ra đây ăn lắm hả? Em là dân du lịch hay là dân ở đây bé? Em đi du lịch chị. Em du lịch, em người ở đâu? Em quê An Giang mà em ở Sài Gòn. Em đi du lịch xuống đây, ai chỉ cho em cái địa điểm này? Dạ, đây cũng đi mấy lần rồi, rồi mấy anh đi rồi cũng từng ghé đây cho nên đi vô đây lại. Dạ, ăn ngon không em? Dạ cũng ngon chị. Dạ. Giá cả hợp lý không em? Dạ được chị, ở đây người ta làm cho mình luôn. Dạ, em tên gì? Em tên Huyền chị. Dạ. Ai có chơi mà chữ H đều đẹp hết trơn á. Đây cái Huyền, gì? Kế bên Hương, đẹp vô hà. Dạ, cảm ơn bé Huyền. Chúc bé một bữa du lịch vui vẻ nha. Dạ, rồi, cảm ơn cưng. Không phải người nào chữ H cũng giống đâu. Coi cái chiều cao người ta đi, chen chen vô hoài. Trời ơi, nó gắt dễ sợ. Phỏng vấn mà nó hỏi tại sao? Em không phỏng vấn. Dạ, dạ em xin phép phỏng vấn anh. Em bán hàng ở đây là lâu năm nhất ở đây luôn rồi chị. Em ơi, cái chợ này mở ra là bao lâu? Gần 5 năm, 6 năm rồi chị. Mà bán là buổi tối phồn vinh vậy luôn. Đúng rồi chị, 3 giờ chiều người ta dọn hàng ra luôn, là điều nhau hết luôn. Còn ở đây là mấy giờ là đóng cửa em? Khoảng 12 giờ đêm, 1 giờ sáng đổ lại là mình đóng cửa. Tâm thắc mắc cái này, nhưng mà Tâm là khách du lịch đi. Thật sự nếu mà mình đến đây ăn á, hỏi một câu hơi tế nhị là có sợ bị chém không? Không anh ơi, tại vì ở đây là mình có menu hết rồi mà. Cho nên là mình không có chém được, tại vì ở đây nhiều người bán nữa, nhiều gian hàng, cho nên là mình ăn không được cái này, mình qua cái kia. Cũng đâu có sợ chặt chém chị. Cảm ơn em, chúc em mua may mắn đắt nha. Dạ rồi. Dạ. Em tên em tên Hùng. Em tên Hùng. Trời ơi, bởi vậy chị đã khẳng định rồi, những người tên chữ H đều đẹp không à. Chị đi nha Hùng. Hương đi nha Hùng. Các bạn ơi, chúng tôi lại giữ các bạn tới 8 Hùng. 8 Hùng cũng là sản phẩm tươi sống luôn quý vị. Khoan, khoan, tại khoan. Chỗ. Coi con tôm này đi. Ô, con này con ghẹ chứ. Con ghẹ, ghẹ nhiêu cái tí, Tám Hùng ơi. Dạ, đây là anh Tám Hùng. Bởi tôi nói mấy người có tên mà chữ H đều đẹp hết trơn. Anh Hùng, em là Hương, hai người đều đẹp hết trơn, anh thấy không? H là vô à, anh bán đây lâu chưa? Anh bán đây từ ngày mới mở chợ tới giờ. Dạ, bán giá sao anh? Nhân giá bình dân như ốc sò nó tùy theo loại. Dạ, ghẹ nhiêu ký? Ghẹ cũng tùy theo thời điểm. Dạ, hôm nay thì nhiêu ký à? Hôm nay là 350. Ghẹ rất là bự mà chỉ có 350 thôi. Dạ, 350. Wow. Dạ. Hiếm có ghẹ cái lắm đó. Dạ, ghẹ cái. Và người ta tới đây, người ta mua và anh chế biến tại chỗ. Chế biến tại chỗ. Dạ. Người nói là thí dụ ốc 50.000 dễ làm chế biến sẵn. Điều quan trọng là những người chế biến đẹp trai không? Dạ, đẹp trai đẹp gái, xấu là ông Hùng không cất hết. Cỡ Việt Hương không có nói chuyện. Cỡ người Việt Hương mới đưa ra chứ còn xấu hơn rồi. Ô anh vậy anh nói là coi như là cái giá mà 50.000 giá là coi như là có nấu luôn. Nấu chính sẵn là bao nấu luôn. Bao ăn bao nấu luôn. Bao nấu luôn. Bao nấu luôn nha quý vị. Rồi. Khi các bạn ghé đến khu. Trời ơi, con cá bóng mú. Wow, bao nhiêu ký? Con cá bùng binh. Cá bùng binh hả? Cá này ăn cái thịt nó dai như thịt gà. Nó nhiều mặt lắm nè, mặt như bùng binh nó đẻ ngoài bùng binh. Dạ, anh ơi, con cá đó thì bà khoảng bao nhiêu một ký anh? Cá đó là anh bán 200 ký. 200.000 một ký, cái con đó khoảng mấy ký à? Còn nó cỡ 2 ký mấy. Đây là con cá bùng binh. Cảm ơn anh Tám Hùng. Chúc anh buôn may bán đắt nha. Dạ, chúc anh lúc nào cũng đẹp như Việt Hương. Con gì đây? Màu xanh, nó là con vẹm xanh. Quá đã. Còn con này con gì anh? Sơ tổ, 20.000 một con. 20.000, tại Trường Thành giá cũng rất là hữu nghị luôn. Dạ. Còn con mực to này nhiêu con? Mực ống là 100.000 một con. 100.000 một con mực ống. Bự. Dạ, đó, bự ngon, trời ơi, đồ tươi. Nãy giờ đi hỏi thăm rồi, có nghĩa là từ đầu đường cho đến cuối đường là thống nhất nhau một giá hết. Vậy hả? Dạ. Bán vậy là quá hay. Dạ. Thống nhất một giá là bán quá hay. Chịu. Hay. Tại sao đâu có đồ tươi vậy không? Trời ơi, cái vàng nấu kìa thấy cưng ghê không? Nấu tại chỗ luôn. Ủa sao mặt buồn hả? Mặt buồn chứ sao buồn? Nãy giờ toàn là giới thiệu đồ tươi, nuốt nước miếng quá trời luôn mà có cho ăn đâu. Toàn là giới thiệu không à. Bán liền. Anh ba chị bãi Kim Anh ơi, làm ơn bán giùm đi. Tâm ăn gì tôi đãi liền. Này Kim Anh chủ quán. Không phải, em gái. Em gái của chủ quán.
Dạ, móng tay nhiêu ký? Dạ, 100.000 ký chị. Dạ, làm cho con Cao Hoài Tâm giùm em mời ổng. Dạ. Ổng Việt Kiều vậy mà em mời không? Còn cái gì mà 300 là cứ kêu hết đủ ra mọi thứ món luôn. Ốc hương. Ốc dạ. Hương rồi được không? Lương. Tôm, rồi có mực không? Có luôn. Mực luôn. Rồi, xuống dưới kia, đẩy lên nhẹ, một ly nước có gà cho nó xỉn chơi. Quyết định vậy. Mời vô. 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 1, 2, 3, vô. Em làm không? Có nhậu không à? Nó vô hoài, nhậu hoài. Dạ em xin lỗi gia đình, vô nhậu luôn. Để nhậu lầy luôn. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Đó. Dạ. Dạ, Việt Hương không biết uống nhắm mồi cả ha. Dạ. Em cũng nhắm môi thôi nha, chứ không uống đồ này nọ. Rồi, chúc tụi em đi quá, một bữa quá. Vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, tay cái chị Hương ơi. Dạ. Trời ơi, quý quá. Dạ, dễ thương quá à. Dạ, bắt tay một cái cho nó ấm áp tình Sài Gòn. Chị xuống làm chương trình mới về rồi. Dạ. Dạ. Về nha. Dạ, ba chứ. Từ đây mà ra tới đó chắc tôi xỉn quá, tôi không biết nhậu. Mà người xin miếng, chứ xỉn thiệt. Mà giờ khán giả không uống không được. Bởi vì cái tật em kỳ lắm, mời lắm Quốc à. Chị em chụp đi. Đó, chụp nữa kìa. Bỏ tôi vậy ông ơi. Bây giờ đi từ cuối đường mà ra tới đầu hẻm mà cứ mọi người mời shot chết. Rồi đi luôn. Trời ơi, sao bỏ tôi đi luôn vậy? Nhậu nữa hả? Vô nhậu nữa, trời ơi. Đâu rồi? Rồi, 1, 2, 3. Vô. Bây giờ là em kéo giò luôn rồi đó. Kéo giò. Bây giờ là gán gồng để đi cho bằng được thôi. Bà Vũng Tàu chắc luôn nè. Em chủ quán Hàng Nguyên. À, chủ quán. Dạ. Rồi, chụp với em cái nha. Chụp cái đi, đâu em đâu vậy? À đây. Có vợ mà ôm tôi dữ vậy không? Vậy hả? Rồi vô luôn. Dạ, hồi đầu á là em đi hai người. Đi thời gian còn có người. Người kia chắc vô kêu món ăn. Việt Kiều về mà tôi lả cái Vũng Tàu để kịp đền tiệc. Tâm ơi, trời ơi, sao trai đẹp gái đẹp chẳng lấy xài vô đây ăn luôn. Tâm ơi, trời đất ơi trời, một mình ông đãi bao nhiêu đây món đó hả? Trời ơi, con mực xuất sắc quý vị ơi. Ổng vô đây, ổng ngồi, ổng bỏ mình là phải rồi. Con mực nè, trời ơi, trắng tươi luôn mà bự mà dày vậy nè. Quá ngon. Trời, con nghẹt em định vô em chửi mà ngon quá. Dạ thôi, em xin phép cả nhà em ăn luôn. Dạ. Trời ơi, vô luôn. Quất liền. Trời luôn, trời. Tôi không biết là bây giờ ông Hoài Tâm ổng xỉn mồi hay là xỉn rượu. Còn nhiệm vụ của tôi là con nhỏ em Ốc Hương, em của Việt Hương, còn con cuối cùng ăn luôn. Chứ cái bàn tiệc giờ không còn gì nữa hết. Ăn luôn chứ để nó lạc bày. Nói chung là có đồ ăn ngon thì mình đừng có nên phí, đúng không? Đúng, ngon quá. Mà bây giờ nói thiệt, em là hỏi có giờ sai rượu hay sai mồi, em sai luôn hai thứ. Sao vậy? Mà nói thiệt, cảm ơn bé Hương rất là nhiều. Thật sự Tâm đi Vũng Tàu cũng rất là nhiều lần. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà đi ra chợ đêm và được ăn và thưởng thức những cái món đồ ăn tươi giống như vậy. Rất là ngon, rất là tuyệt vời. Cái gì cũng đã hết. Và câu này Việt Hương nghĩ rất là đặc biệt. Đó là những người khán giả đang xem chương trình những món ăn vặt Việt Nam này của Việt Hương, nhất là ở hải ngoại, sẽ rất là thích Việt Hương với Hoài Tâm. Cứ nhắc lại, đó là một cái từ mà rất là nhiều người hỏi Việt Hương với Hoài Tâm mà cũng không biết trả lời sao, đó là đi cấp. Yeah. Ngày xưa chúng tôi được ba má nói là ngày mai tụi con được đi cấp là rất là vui, đặc biệt là dân Sài Gòn, quận nhất, quận 10, quận 5. Đó, là lúc đó hay tổ chức có một chiếc xe trong kéo lên gọi là chở tụi nhỏ đi cấp là vui lắm quý vị. Và hôm nay những người Việt Kiều này đang xem chương trình nào thì hiện giờ tụi em đã đi cấp và được ăn đồ ăn ở biển. À, ngày xưa thì không có những quán này nhưng mà bây giờ có rồi quý vị, rất là ngon. Và quý vị muốn biết chương trình này ăn ở đâu, làm cái gì và Việt Hương đã đưa Hoài Tâm được ăn bao nhiêu món ngon, bao nhiêu tiền, hãy vào chương trình những món ăn vặt Việt Nam do Việt Hương thực hiện.
chương trình của chúng tôi không có quảng cáo. Và quý vị nhớ là khi coi nhớ bấm nút đăng ký hoặc là bấm cái nút subscribe để làm chi, để chương trình chúng tôi khi nào có các bạn đều xem được chương trình đó. Một lần nữa xin chào quý vị, chúc quý vị khán giả vui vẻ đi cùng với Việt Hương trong chương trình Những Món Ăn Vặt Việt Nam do Việt Hương thực hiện. Và nhớ là khơi coi phải bấm nút subscribe hoặc là bấm nút đăng ký để chương trình chúng tôi liên tục cập nhật cho các bạn coi nhé. Và hãy nhớ là ngày hôm nay anh Tâm Minh cho tiền. Được hả? Trời ơi. Đồ ăn ngon rồi không ạ? Xin chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả ở Vũng Tàu. Cảm ơn quý vị khán giả. Bye bye.